hati. Trong này có phải trống không hả? Cần gì? Trống à, cái này vẫn phải giằng vào không nó bửa đấy. Vẫn phải có thanh ngang hoặc thanh chéo. Đấy. Có hai ván đóng cái cây ngang rồi mọi người. Vì cái này là mình không đổ cát vào để là mình đổ bể phốt. Để bể phốt. Vâng. Dâu giờ bẻ nó hơi vất vả.